Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, mùng 1 tháng 9 1999, mùng 1 tháng 9 2024, Ủy ban nhân dân phường Hội Hợp tổ chức giải bóng bàn mở rộng, tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong các tầng lớp nhân dân. Tham gia giải có 170 vận động viên đến từ 48 câu lạc bộ bóng bàn của các xã, phường trên địa bàn thành phố, các sở ngành của tỉnh và các huyện thành phố trong tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở nội dung đơn nam nữ và đôi nam nữ theo thể thức đấu loại trực tiếp. Với tinh thần thể thao đoàn kết trung thực cao thượng, các trận đấu đã diễn ra sôi nổi, gay cấn và hấp dẫn, cống hiến cho khán giả nhiều sét bóng hay, kịch tính với những pha bóng giành điểm số ấn tượng. Các vận động viên đã thể hiện bản lĩnh và kỹ thuật chiến thuật cũng như trình độ chơi bóng, tạo sự hấp dẫn, cuốn hút, đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho các cổ động viên.